Nhận định bóng đá Thụy Sĩ Tây Ban Nha bò tót dè chừng vết xe đổ của Pháp tại tứ kết Euro vào lúc 23 giờ ngày 2 tháng 7 tứ kết Euro 2020 sẽ diễn ra giữa hai đội Thụy Sĩ và Tây Ban Nha. Sau khi tiễn nhà vô địch thế giới Pháp về nước, Thụy Sĩ tự tin tạo nên địa chấn nữa trước Tây Ban Nha. Ở vòng 1/8, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ đã tạo nên những màn rượt đuổi tỷ số không tưởng, trong khi Tây Ban Nha lội ngược dòng đánh bại áo quần World Cup Croatia sau 120 phút. Thụy Sĩ thậm chí còn gây sốc hơn khi biến đương kim vô địch World Cup Pháp thành khán giả. Hành trình vào tứ kết của Tây Ban Nha có thể chia làm hai giai đoạn. Hai trận đầu vòng bảng, đội tuyển xứ bò tót trình diễn bộ mặt thiếu sinh khí và giành những kết quả hòa tẻ nhạt, hòa Thụy Điển 0-0, Ba Lan 1-1. Tuy nhiên, ở trận đấu cuối vòng bảng và trận đấu thuộc vòng 1/8, thầy trò Luis Enrique hoàn toàn lột xác. Họ vùi dập Slovakia 5-0, tạo nên màn rượt đuổi tỷ số kịch tính với Croatia để thắng 5-3 chung cuộc, để trở thành đội đầu tiên ghi 5 bàn một trận trong 2 trận liên tiếp ở một vòng chung kết Euro. Nói vậy không có nghĩa Tây Ban Nha không có điểm yếu. Sự xuất sắc của hàng công đã làm lu mờ màn trình diễn đáng quên nơi hàng thủ. Ở trận thắng Croatia, thành thủ Ulay Shaman thậm chí đã biếu cho đối phương bàn mở tỷ số. Bàn thắng này sau đó tính cho Petri phản lưới. Chứng kiến phong độ của Shaman, giới truyền thông từng đồn đoán David De Gea sẽ được chào xuất bắt chính sau vòng bảng. Nhưng rốt cuộc huấn luyện viên Enrique vẫn tin tưởng vào thủ thành thuộc biên chế Bilbao, bởi những sự lựa chọn còn lại trong tay ông như De Gea, Kepa chưa chắc khá hơn. Tương tự Tây Ban Nha, hàng thủ thủng lưới 8 bàn trên 4 trận khiến Thụy Sĩ đau đầu. Tất nhiên, đây không phải điều quá ngạc nhiên với một đội bóng không được đánh giá cao từ đầu giải, đồng thời phải chạm với hàng loạt đối thủ cứng cựa như Italia, xứ quên Croatia. Yếu tố khiến Thụy Sĩ trở nên đáng sợ chính là tinh thần chiến đấu. Chạm trán Pháp, họ bị dẫn 1-3 tới tận phút thứ 81 nhưng vẫn lội ngược dòng để cầm hòa đối thủ 3-3 trước khi giành chiến thắng 5-4 trong loạt luân điều cân lão. Ban Nha chắc chắn không muốn đi vào vết xe đổ của Pháp. Mặt khác, thành tích đối đầu áp đảo trước Thụy Sĩ thắng 16 hòa 5 thua 1 trong quá khứ cũng giúp đội tuyển xứ bò tót tự tin hơn vào đêm nay. Tính riêng trong hai trận gần nhất ở Euro, không đội nào sở hữu hiệu suất ghi bàn ấn tượng như Thụy Sĩ và Tây Ban Nha. Vì vậy, người hâm mộ kỳ vọng sẽ được thưởng thức đại tiệc bóng đá tấn công.